Mời các bạn đón nghe câu chuyện Mắt Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, nhà xuất bản Nhã Nam, tập 2 Mê Động Lòng Lĩnh, thực hiện Nguyễn Thành, facebook.com/ MC Nguyễn Thành. Chương thứ 13, bậc thang huyền hồn. Tuyền Béo thấy Răng Vàng ngăn không cho tôi cắt tiết con ngỗng, liền hỏi: "Anh Răng Vàng sao lại giờ què thế? Vừa nãy không phải đã bàn bạc kỹ lưỡng rồi sao?" Răng Vàng bảo tôi chỉ tạm thời bỏ con dao xuống, rồi nói: "Anh Nhất, anh Tuyền, hai anh chớ trách. Chẳng qua ban nãy tôi thình lình nhớ ra một chuyện, cảm thấy dường như rất không thỏa đáng." Tôi nói với Răng Vàng: "Tôi vẫn bị cái tật này, nghĩ ra điều gì là máu dồn lên não, mặc xác tất cả cứ làm trước đã. Có điều gì đó không ổn, anh mau nói ra đi." Răng Vàng nói: "Chuyện là thế này, tôi nghĩ xem nên nói thế nào đã. Cứ cuống cả lên là tôi lại thành ra lẩm cẩm. Để sắp xếp lại ngôn từ cái đã. Bị nhốt lâu trong hầm mộ u tối, mặc dù không bị mộ u hồn làm cho đầu óc quay cuồng, tinh thần căng thẳng tột độ như lúc đầu, nhưng tôi và Tuyền Béo đều bắt đầu thấy nôn nóng, đều muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Khó khăn lắm mới nghĩ ra được một cách, đang định thực hiện thì đột nhiên lại bị tên Răng Vàng này chặn lại. Trong lòng uất ức đầy một cục mà không phát tiết ra được, đành kìm tính nóng này, nghe Răng Vàng giải thích. Răng Vàng suy nghĩ một lúc rồi nói: Tôi mới nghĩ sơ sơ. Nếu đúng như chúng ta suy đoán, bà chúng ta đang bị một ngôi mộ u hồn thời Tây Chu vây khốn. Mộ u hồn này hiện ra rất có thể là do chúng ta đem ngỗng vào. Ngỗng là một trong tam cầm, có tinh linh lại cảnh giác, vậy nên mới làm kinh động đến hồn mộ. Tuyền Béo hết cả kiên nhẫn, phàn nàn với Răng Vàng: "Anh Răng Vàng ơi, ông anh cứ lẻm bẻm suốt một hồi như thế, rốt cuộc là định nói cái gì?" Tôi bảo Tuyền Béo đừng ngắt lời, cứ để cho Răng Vàng nói hết đã. Nếu quả có thể thoát ra ngoài, thì sớm muộn một vài phút thì có đáng kể gì. Răng Vàng nói tiếp: "Nếu chúng ta giết hai con ngỗng đó đi, có nghĩa là trong mộ này không còn gia cầm gia súc nữa, có thể mộ u hồn Tây Chu kia sẽ ẩn đi. Thế nhưng có một điều không biết hai anh đã nghĩ tới chưa, đó là vì vị trí hiện nay của chúng ta, cái cầu thang không đầu không đích này là một bộ phận của mộ u hồn. Nói rõ ra là ở đây vốn không có cầu thang nào hết. Trước khi mộ cổ xuất hiện, chỗ này có thể là một đống đất đá trong lòng núi, hoặc có thể là một hang động." Nghe đến đây, tôi đã hiểu Răng Vàng muốn nói gì. "Có phải ý anh là nếu giết đôi ngỗng ở đây, ngộ nhỡ hồn Tây Chu biến mất luôn, rất có thể ba chúng ta sẽ rơi ra khỏi lăng mộ thời Đường, đâm ra lại bị vây khốn lần nữa, thậm chí có nguy cơ sẽ bị chôn sống?" Răng Vàng gật đầu: "Đúng, ý tôi là đúng như vậy đấy. Ngoài ra, không biết các anh đã nghĩ đến việc này hay chưa. U hồn của mộ cổ Tây Chu có vẻ như không phải toàn bộ ngôi mộ, nó chỉ là có một phần, và lại còn trùng lập nên cổ mộ thời Đường. Cầu thang đá này có lẽ là ranh giới của mộ cổ u hồn, không có giới hạn rõ ràng. Có thể ranh giới ấy đang ở trong một trạng thái hỗn độn, chỉ có điều chúng ta không biết là nó đang tiếp tục mở rộng ra hay đang thu hẹp lại. Nếu chúng ta giết hai con ngỗng này nhỡ đầu..." Được Răng Vàng nhắc nhở, tôi mới thấy rõ sự lợi hại bên trong chuyện này, suýt chút nữa lại rơi vào tình huống đáng sợ hơn. Tôi nói với Răng Vàng: "Ông anh nói phải, trước tiên chúng ta phải nghĩ cách quay lại Minh Điện lăng mộ thời Đường đã. Ở khu vực Minh Điện hoặc gần cửa đường hầm trộm mộ, xác định vị trí an toàn, sau đó hãng giết quách hai con ngỗng chuốc vạ này đi." Nhưng nói thì dễ, làm thì khó.
cầu thang đá này cứ 23 bậc lại tuần hoàn một lần, lặp đi lặp lại, dường như vô cùng tận. Chỉ cần lỡ chân bước lên, dù đi lên hay xuống đều chẳng thể đến đích. Ba chúng tôi lại bàn bạc một hồi, nhưng không nghĩ ra được manh mối gì. Dù sao cũng không thể nhắm mắt nhắm mũi lăn xuống được. Nếu như vậy thì e chuyện sẽ không như Tuyển Béo nói, tức là bên ngoài đã thực hiện xong 4 hiện đại hóa rồi, chúng tôi đã chưa chắc lăn xuống đến chân cầu thang ấy chứ. Chiếc cầu thang đá trong cổ mộ Tây Chu này nhìn có vẻ tầm thường, nhưng thực chất còn khó đối phó hơn hắc hung bạch hung nhiều. Ví dụ như trong lúc đổ đấu đụng phải bánh tông thì cùng lắm là liều mạng một trận sống còn, xem ai cao thấp. Nhưng đây lại là một cái cầu thang đá với những phiến đá lớn chồng lên nhau thành bậc, đánh cũng không đánh lại, đập cũng không đập xong, đứng nguyên tại chỗ không phải là cách giải quyết. Đi xuống dưới thì không thể xuống tới chân cầu thang. Một cảm giác bất lực lan tỏa toàn thân, và tôi nhận ra đó mới là nỗi kinh hãi thực sự. Chúng tôi đang băn khoăn không biết làm sao. Giang Vàng nghĩ ra một giải pháp, tuy không chắc có khả thi hay không, nhưng có bệnh vái tứ phương, đành thử một lần vậy. Đầu tiên là phải xác định lại xem có đúng cứ mỗi 23 bậc lại có bậc thang có vết mẻ hình trăng khuyết hay không. Chúng tôi vừa đi xuống vừa đếm, đếm đi đếm lại đúng 5 lần. Sau khi chắc chắn không có gì nhầm lẫn, đúng theo kế hoạch đã bàn bạc từ trước, mỗi người chúng tôi cầm một cây nến. Trước tiên tôi chọn một vị trí trên bậc thềm có vết sứt hình trăng khuyết, rồi thắp nến lên. Sau đó Răng Vàng và Tuyển Béo sẽ tiếp tục đi xuống, lấy vị trí có thể nhìn thấy ánh sáng từ chỗ cây nến chỗ tôi đứng làm chuẩn. Người thứ hai sẽ dừng lại và châm một cây nến khác. Sau nữa người thứ ba sẽ tiếp tục đi xuống dưới. Điều kiện tiên quyết của phương án này là cầu thang không thể dài quá. Nếu như chỉ có 23 bậc thang, đồng thời trong khi giữ khoảng cách nhìn được thấy nhau, chúng tôi lại vượt qua được 23 bậc thang này, vậy thì sẽ có cơ may xuống được minh điện bên dưới rồi. Thế nhưng đến khi thực hiện, chúng tôi mới phát hiện ra phương án này thực sự bất khả thi. Cây cầu thang không đầu khuôn cuối này chẳng những tuần hoàn vô hạn, mà trong phạm vi của bậc thang hầu như tối tăm lạ thường. Bóng tối ấy không phải là thứ bóng tối bình thường khi không có ánh sáng, mà tựa như trên đầu dưới chân, trước sau trái phải đều bị một màn sương đen mù mịt bao kín lấy vậy. Dẫu có thắp nến, nhiều nhất cũng chỉ thấy ánh sáng trong phạm vi 5-6 bậc thềm. Vượt qua giới hạn đó, ánh nến liền bị bóng tối nuốt chửng. Bóng tối này khiến tôi nhớ đến động quỷ ở Tân Cương. Không ngờ tôi lại gặp phải thứ bóng tối như cơn ác mộng đó trong cổ mộ ở Long Lĩnh này. Nghĩ đến đây, thân thể tôi bất giác run lên, cảm giác như người đồng đội đã chết ở Tân Cương kia đang nấp trong bóng tối, chăm chú quan sát từng cử động của tôi vậy. Ngay cả đèn pin mắt sói chiếu xa 35 mét cũng chỉ có thể chiếu được 6 bậc thang. Chỉ cần qua bậc thứ 6, bóng tối lại sập xuống. Không những không rọi sáng được đến chỗ ở xa, cả những người ở xa cũng chẳng thể nhìn thấy ánh nến và ánh đèn. Chúng tôi chỉ có 3 người. 3 người thì chỉ có thể làm mò như vậy trong khoảng cách 12 bậc thang, mà cầu thang đá này dài ít nhất cũng phải hơn 23 bậc, cho nên làm theo cách này không thể mang lại một sự đột phá nào. Lực bất tòng tâm, ba chúng tôi lại tụ về một chỗ, thắp một cây nến, tắt hết đèn pin đi. Tuyển Béo lấy nước ra uống ừng ực mấy ngụm, có vẻ như muốn uống nước cho no, nhưng rồi càng uống lại càng đói. Cậu ta luôn miệng chửi rủa cái cầu thang đá khốn kiếp này. Tôi chợt ngửi thấy gì đó khang khác, trong bình nước của Tuyển Béo có mùi rượu, liền hỏi:
cậu đổ rượu trắng vào bình nước đấy à? Tổ sư nhà cậu đã bảo mang nước, cậu lại mang rượu, uống cho lắm lát lại báo hại anh em tôi vác cậu đi. Tuyển Béo né nặng tìm nhẹ nói với tôi, lúc này uống vài ngụm rượu có phải là tăng thêm sĩ khí không? Không làm thế này thì làm thế nào bây giờ? Chúng ta cứ làm như trước, cậu và Giang Vàng giữ khoảng cách chừng 6 bậc thang thì châm một cây nến, còn tôi sẽ tách ra tiếp tục đi xuống dưới nữa. Tôi vội bác bỏ ngay kế hoạch của Tuyển Béo. Đúng là cái dũng khí của kẻ thất phù thật vô dụng. Cậu làm như thế khác nào tự mình tìm đến cái chết. Nhóm chúng ta bất luận thế nào cũng không được mất liên lạc, cả nhóm phải luôn sát cánh bên nhau mới có nguy cơ sống sót. Một khi tản ra sẽ mất sự nương tựa lẫn nhau, hoàn cảnh mỗi người phải đối diện sẽ khó khăn hơn nhiều. Ngày trước còn trong quân ngũ, điểm được nhấn mạnh nhất trong việc huấn luyện quân sự chính là không được phân tán. Phân tán có nghĩa là tan rã, là sụp đổ. Nếu chưa đến bước đường cùng, vạn bất đắc dĩ, nhất quyết không được phân tán để đột phá vòng vây. Tuyển Béo lại đáp, thôi đi ông nội, bây giờ còn là chưa đến bước đường cùng đó sao? Tôi thấy chúng ta hiện tại lên trời không có đường, xuống đất không có lối. Với lại tản ra cũng chưa chắc là tan rã sụp đổ, có khi lại là biện pháp duy trì mồi lửa cách mạng ấy chứ. Tôi tức giận nói, ở cái chỗ này cậu duy trì mồi lửa cái con khỉ gì? Vừa gặp khó khăn đã dã đám, đó là tác phong du kích. Giang Vàng thấy chúng tôi to tiếng liền vội khuyên giải, Hai anh, giờ không phải là lúc bàn bạc lý luận quân sự. Chúng ta quả thực không nên phân tán đột phá vòng vây làm gì. Hơn nữa, muốn phân tán đột phá vòng vây thì ít nhất cũng phải có vòng vây mà đột phá chứ. Chúng ta hiện nay... Ôi, thôi bỏ đi. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, ta cũng không thể tách ra được. Trên cái cầu thang đá của cổ mộ thời Tây Chu này, định luật vật lý dường như không có tác dụng. Tôi thở dài, ngồi xuống bậc thềm nghỉ ngơi. Nhưng vừa ngồi xuống thì thấy vật gì đó cộm lên, đưa tay sờ xuống thì ra là cuộn dây thừng cột bên hông. Niềm hân hoan và sự kinh ngạc đan xen, tôi thông báo với Tuyển Béo và Răng Vàng. Co rồi, sao tôi lại không nghĩ đến dây thừng chứ nhỉ? Tổ bà nhà nó vẫn bảo chó cùng rứt dậu, cái khó ló cái khôn. Chúng ta càng cuống lại càng lú lẫn hết cả, chân tay cứ quính hết cả lên. Tổng cộng số dây thừng chúng ta mang theo cũng phải đến mấy trăm mét. Dù 23 bậc này có dài thêm nữa cũng đủ quấn đến 7-8 vòng. Trong cái cầu thang mênh mông bể sở này, cuộn dây thừng dài không khác nào chiếc phao cứu hộ. Tuyển Béo và Răng Vàng mừng ra mặt, vội vàng sắn tay vào việc. Dưới ánh nến mập mờ, ba con người lôi những cuộn dây thừng mang bên người nối lại với nhau, rồi dùng răng ra sức sắt chặt các đầu mút. Tôi nhìn đống dây thừng đã được nối thành một cuộn, nói với Răng Vàng và Tuyển Béo, cuộn dây dài thế này thì đủ dùng là cách chắc. Nơi này không nên ở lâu, chúng ta phải hành động ngay thôi. Tuyển Béo ở nguyên tại chỗ, thắp một cây nến, một đầu dây buộc chặt quanh bụng. Tuyển Béo đứng đúng chỗ bậc thềm có vết mẻ hình trăng khuyết, coi bậc thềm này là vận tham chiến. Như vậy khi hành động mọi việc sẽ thuận tiện hơn nhiều. Kế hoạch của chúng tôi liệu có thành công hay không, tôi không dám chắc. Nhưng dù sao mọi chuyện đều trông cậy cả vào chiêu bài cuối cùng này. Tôi vừa chuẩn bị cất bước thì Tuyển Béo kéo lại. Tuyển Béo nắm chặt vai tôi nói, ê Nhất, nhỡ dây đứt thì sao? Cậu phải hết sức thận trọng đấy. Chúng ta còn bao nhiêu tiền chưa tiêu đâu. Giờ chưa phải lúc kiến ngãi dũng vi, thấy tình hình không ổn phải quay lại ngay nhé. Đừng sinh tài. Tôi bảo Tuyển Béo, câu này phải để tôi nói mới đúng. Cậu ở trên này cũng phải cẩn thận, nếu dây đứt thì chớ có kéo lại đấy. Cứ để nguyên vị trí đó cho tôi, mà cậu kéo về là tôi hết được mỏ trở lại. Tôi nghĩ ngợi một lúc, vẫn chưa yên tâm lại dặn dò thêm, Béo này, cậu đứng yên ở đây đừng nhúc nhích nhé. Tôi và Răng Vàng đi từ đây xuống. Nếu thoát khỏi cái cầu thang chết mẹ này,
bọn tôi sẽ dùng dây kéo cậu xuống. Tuyển Béo gật đầu. Không vấn đề gì, hai cậu cứ yên tâm. Chỉ cần huýt sáo, tôi dùng một tay cũng có thể kéo hai cậu trở lại được. Chỉ cần sợi dây liên kết giữa ba người vượt qua độ dài 23 bậc, chắc sẽ phá giải được sự tuần hoàn vô hạn của cái cầu thang ma ám này. Nghĩ đến chuyện sắp thoát khỏi đây, cả ba chúng tôi đều không giấu giếm được niềm hứng khởi trong lòng. Tuyển Béo đứng nguyên tại chỗ, tôi cùng Giang Vàng kéo một đầu dây đi xuống. Mỗi lần bước xuống, tôi lại quay đầu lên nhìn về phía ánh sáng chỗ Tuyển Béo đang đứng. Xuống đến bậc thềm thứ 6, tôi bảo Giang Vàng đứng lại. Như vậy hắn sẽ nằm trong tầm nhìn của Tuyển Béo, ít nhiều cũng có thể ứng cứu được cho nhau. Dù sao thì ngày thường Giang Vàng cũng quen sống sung sướng khá giả, chưa bao giờ phải trải qua khó khăn sinh tử như vậy cả. Nếu Giang Vàng không thấy đồng bọn, rất có thể sẽ khiến hắn căng thẳng quá độ, làm những việc dại dột. Đây là bậc thang thứ 6 tính từ chỗ Tuyển Béo. Giang Vàng thắp một ngọn nến kiểm tra đoạn dây buộc ngang bụng, rồi đưa cho tôi số dây còn lại và đứng yên chờ đợi. Tôi nói, tôi sẽ tiếp tục xuống đến tận cùng. Nếu thoát khỏi 23 bậc thang này, tôi sẽ kéo dây 3 lần. Anh hãy liên lạc với Tuyển Béo bên trên kia, đợi thằng Béo xuống đây, hai người hãy lần theo sợi dây mà tiếp tục đi xuống. Giang Vàng nói với tôi, anh Nhất cứ yên tâm, mặc dù tôi vô tích sự, nhưng những việc liên quan đến tính mạng tôi không bao giờ sơ suất đâu. Tôi sẽ ở lại đây chờ tin tốt lành của anh. Thấy Giang Vàng nói chắc như đinh đóng cột, tôi cũng gật đầu, tay cầm cuộn dây thừng tiếp tục bước xuống phía dưới. Mỗi bước đi tôi lại buông một đoạn dây. Khi bước xuống cầu thang thứ 12 tính từ chỗ Tuyển Béo, tôi liếc mắt xuống bó dây thừng trên tay. Dù biết là đủ dùng, nhưng trong tiềm thức tôi vẫn nhẩm tính khoảng cách. Chỉ còn gần nửa chặng đường nữa, chỗ dây còn lại chắc đủ dùng. Tôi đếm nhẩm trong đầu số bậc thang dưới chân. Chỉ cần qua bậc thứ 23 là trở lại Minh Điện được rồi. Có thực sự quay lại được Minh Điện không? Đến giờ phút này, tôi lại đột nhiên không còn cảm giác chắc chắn nữa. Phía trước vẫn là một màu đen đặc quánh. Càng đi xuống phía dưới, nhịp tim của tôi càng gấp gáp hơn. Tôi chỉ sợ hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Song đã đến bước này, cũng chỉ còn cách đâm lao theo lao mà thôi. 21, 22, 23. Trên bậc thềm lại xuất hiện vết mẻ hình trăng khuyết, nhưng bên dưới các bậc thang vẫn kéo dài vô tận. Quả này thì đúng là gặp ma rồi. Tôi định liều bước xuống dưới nữa, dù gì cũng phải đi cho hết cuộn dây. Đoạn dây trong tay mỗi lúc một ngắn, tôi thầm ấn lạnh trong lòng, đang chuẩn bị bước ngược trở về, không muốn tiếp tục đi xuống nữa, bỗng thấy phía dưới thấp thoáng có ánh sáng, vội rảo bước đi xuống. Càng đến gần tôi càng kinh ngạc hơn, phía dưới có một người đang đứng, bóng lưng to lớn xoay lại phía tôi, dưới chân thắp một cây nến. Ánh sáng tôi nhìn thấy chính là ánh sáng yếu ớt phát ra từ cây nến này. Người đó rõ ràng là kẻ đáng lý ra phải ở phía trên. Tuyển Béo, cậu ta đang kiễn chân không ngừng nghiêng ngó bên dưới. Lúc tôi xác định rõ đó là Tuyển Béo, trong khoảnh khắc bỗng nhiên tuyệt vọng vô cùng. Xem ra đây lại là một phương án không khả thi nữa rồi. Nghĩ đoạn đành tiến lại, đập tay vào lưng Tuyển Béo. Đủ rồi, không cần nhìn nữa đâu, Hồ Bát Nhất quay trở lại rồi đây. Tuyển Béo không hề phòng bị, tuy to gan lớn mật nhưng cũng giật nảy cả mình, trượt chân lăn xuống cầu thang. Tôi vội tóm lấy cánh tay cậu ta, nhưng quả thực là Tuyển Béo béo quá. Mặc dù tôi tóm được tay áo, song cũng không giữ lại được, chỉ xé rách một góc áo. Cũng may chân tay Tuyển Béo cũng thuộc loại nhanh nhẹn, mới lăn xuống được một hai bậc đã trụ lại được ngay. Ngước đầu nhìn lên, thấy tôi lù lù hiện ra phía sau, mặt to mắt dẹt hỏi. Nhất, cậu làm thế nào mà lại đi từ trên đó xuống? Khiếp quá! Ôi mẹ ơi, định khiến tôi vỡ tim mà chết phải không? Khốn kiếp, cậu nói câu gì đi chứ? Tôi nói với Tuyển Béo.
Cậu đừng hoảng hốt thế đi, có phải đàn bà trẻ con đâu, dạ dày thịt thỏ như cậu, dọa một tí thì có chết được đâu. Tôi ngồi bệt xuống thềm, nới lòng nút thắt ở bụng rồi nói: vô dụng, xem ra chúng ta phán đoán không sai. Cầu thang này thuộc vùng hỗn độn bên rìa mộ u hồn, định luật không gian không tồn tại ở đây. Cậu kéo Răng Vàng lại đây, chúng ta tính toán lại xem. Tuyển Béo kéo dây thừng lôi Răng Vàng trở lên, kể lại đầu đuôi sự việc cho hắn. Hắn nghe xong cũng cúi đầu thở dài. Tôi bèn động viên: tuy các cụ vẫn nói chống đầu hăng máu ba quân, chống sau rệu rã tinh thần ủ ê, nhưng giờ rất chưa đến lúc rệu rã, phải nhân lúc còn chưa đói đến mức không động đậy nổi, mau tính phương án nào khác. Nếu không độ mấy tiếng nữa đói mở mắt rồi thì chỉ còn cách nhắm mắt chờ chết thôi. Vừa nhắc đến chữ đói, Tuyển Béo điền tiết chớp ngay lấy cổ còn ngỗng nói: cũng không đến nỗi thế, hết mánh rồi thì ta vẫn có hai con ngỗng quay này đánh chén. Nếu cậu và Răng Vàng bảo không thể giết đôi ngỗng trên cầu thang, chúng ta vẫn có thể thịt một con ăn trước đã, để lại một con đến khi trở lại Minh Điện hãng giết. Tôi nói với Tuyển Béo: chúng ta không có củi lửa, ăn thế nào đây? Chẳng nhẽ cậu lại định ăn tươi nứt sống nó chắc? Tuyển Béo lau nước dãi bên khóe mép nói: ăn sống thì đã làm sao, người cổ đại chẳng phải vẫn ăn sống đó sao? Đói đến mở mắt rồi thì mặc mẹ nó sống hay chết cũng trời luôn. Tôi nói: người nguyên thủy mới ăn thịt sống, uống máu tươi. Cậu tạm thời cắn răng chịu đựng chút đi. Nếu ba chúng ta không thoát ra được, cậu ăn tươi nuốt sống con ngỗng vẫn chưa muộn. Mà thực ra từ lúc chúng ta đánh chén trong Ngư Cốt Miếu đến giờ cũng chưa đến 6-7 tiếng đâu. Răng Vàng bên cạnh mặt mếu như bố chết nói: anh Nhất à, lần này chúng ta toi đời thật rồi đúng không? Cả cạnh trên trời dưới đất đều đã nghĩ hết cả rồi, vậy mà vẫn chưa thoát khỏi 23 bậc thang ma ám này. Đúng là đen ơi là đen. Tôi cũng muốn nói vài câu an ủi động viên Tuyển Béo và Răng Vàng, nhưng lời nói đến cửa miệng cứ nghẹn lại không thành lời. Thực ra tôi lúc này cũng đang rối như tơ vò, cũng rất cần một câu nói động viên khích lệ. 23 bậc thang chết tiệt này đúng là chết người thật. Hai mươi ba, con số này hình như đã thấy ở đâu đó. Tôi đưa tay chạm vào vết mẻ hình trăng khuyết trên bậc đá, giống như một kẻ thoi thóp lênh đênh trong biển sóng mênh mông, bỗng nhiên vớ được mánh ván nổi. Tuyển Béo lại muốn thương lượng chuyện thịt hai con ngỗng thế nào. Tôi sợ cậu ta cắt đứt mạch suy nghĩ của mình. Không đợi cậu ta kịp mở lời, tôi đưa tay lên miệng suýt một tiếng ra hiệu cho cậu ta giữ yên lặng, tiếp tục vắt óc lục lọi trong trí nhớ. Nghĩ thông suốt xong, tôi đánh đổi cái tết làm Tuyển Béo và Răng Vàng giật bắn cả mình. Tôi nói: mà chà chúng nó, chúng ta đều bị cái cầu thang quỷ quái này mà mờ mắt rồi. Chẳng phải ma dựng tường hay cái quái gì hết, chúng ta chẳng phải ranh giới hỗn độn bên rìa hỗn mộ gì cả. Chỗ cái chỗ khốn kiếp này ấy, chỉ là một cạm bẫy trong cổ mộ Tây Chu, một cái bẫy quái dị thiết kế dựa theo dịch số mà thôi. Từ hồi nhập ngũ, tôi đã bắt đầu nghiên cứu về chu dịch kết hợp với cuốn sách Bí Thuật Gia Truyền. Thủa ban sơ, thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Vậy nên phân đông vị, tây vị là thiết lưỡng nghi, phân đông tứ vị, tây tứ vị là thiết tứ tượng, phân càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài là thuyết bát quái. Ấy thầy là cái lý của trời đất, đại đạo, tạo hóa tự nhiên. Ngày ấy tôi nghiên cứu về vấn đề cho hết thời gian nhàm chán trong doanh trại. Cũng vì cuốn Thập Lục Tự Âm Dương Phong Thủy Bí Thuật có một chương về chữ độn là lẩn trốn. Trong chương chữ độn này toàn nói về cạm bẫy trong mộ cổ. Trung Quốc từ cổ đã tôn sùng dịch số,
Thế nên bố cục cổ mộ đều dựa theo nguyên tắc này. Tôi từng nghiên cứu khá tỉ mỉ. Bây giờ nhớ lại thì 23 bậc thang đá này gọi là thang huyền hồn. Nguyên lý thiết kế này thất truyền hàng ngàn năm nay rồi. Có rất nhiều nhà toán học, nhà khoa học cũng đều mê mẩn môn này. Có một số quan điểm cho rằng đây là phép thôi miên bằng con số, cố ý để lại những dấu hiệu hoặc những thông số nhằm mê hoặc người đi. Nhưng những nhà toán học lại nhận định rằng đây là một mô hình số học kết cấu phức tạp. Người ở trong đó nhìn thì chỉ có một cầu thang duy nhất, song trên thực tế lại là nhiều cái bậc thang thông nhau. Vệt mẻ hình trăng khuyết kia thực chất là một cái bẫy. Ký hiệu trên bậc thang dần chật đi, cộng thêm bậc thang và cách đá có lẽ còn được chát lên chất sơn hấp thụ ánh sáng, điều chế theo phương thức bí truyền cổ xưa, khiến người ta càng khó phân biệt phương hướng. Lưu ý đến những ký hiệu này sẽ gây ra sai lầm trong phán đoán logic, nghĩ rằng mình đang đi theo đường thẳng nhưng thực chất đã rẽ vào đường nhánh và đi lòng vòng ở đó. Cuối cùng thì hoàn toàn mất phương hướng. Sự chênh lệch độ cao giữa các bậc thang rất nhỏ. Thiết kế này có lẽ để tạo ra những ảo giác sai lệch về độ cao giữa các bậc thang. Cũng giống như bát trận đồ trong Tam Quốc Chí, vài hòn đá đã có thể khiến con người ta lên trời cũng khổ, xuống đất chẳng xong. Hồi đó dịch số chỉ còn lại 8 chữ mà đã sâu xa huyền bí đến nhường ấy. Huống chi đến thời Tây Chu, dịch số còn những 16 chữ thì thử hỏi còn thần bí đến mức độ nào. Ngày nay thang huyền hồn được người hiện đại cho rằng hết sức phức tạp. Nhưng ngay từ thời Tây Chu, thời kỳ diễn số bói quẻ thịnh hành nhất, thời Thượng Lưu đã hoàn toàn nắm được bí mật về nó, không thua kém gì bí mật quốc gia thời nay. Thang huyền hồn không hẳn lúc nào cũng có 23 bậc, nhưng có thể từ con số này mà suy luận số bước để thoát ra. Thật không thể ngờ rằng bên trong ngôi mộ u hồn thầy Tây Chu lại có cạm bẫy lợi hại đến vậy. Nếu những kẻ trộm mộ không hiểu điều này mà lạc bước vào đây, chắc chắn chỉ còn nước bỏ mạng. Thế nhưng vấn đề này lại đụng đến chỗ ngứa của tôi. Hôm nay để xem thủ đoạn của Hồ Bát Nhất này thế nào vậy. Tôi chẳng buồn giải thích cho Tuyền Béo và Răng Vàng hiểu sự huyền hảo bên trong, chỉ bảo họ làm theo tôi là được. Tôi dựa theo trước độn trong cuốn Thập Lục Tự Âm Dương Phong Thủy Bí Thuật, lấy đá vụn bày ra bát quái, lấy 23 đổi tí ngọ, đổi phương hướng 23 bậc, suy tính số bước đi. Tuy nhiên bát quái kinh dịch phức tạp vô cùng, tôi lại không có năng khiếu về mặt này, cho nên mặc dù biết được một vài nguyên lý nhưng vẫn không thể tính ra được. Đầu tôi như phình ra gấp mấy lần, càng tính càng mù mịt. Xem ra tôi không có năng khiếu thật. Trong lòng sốt sắng, không sao bình tâm được. Lúc này lại chẳng ai giúp được mình. Tuyền Béo bảo đếm tiền thì còn tạm được. Răng Vàng làm ăn khá tinh minh, nhưng sở trường của hắn lại không phải thuật số. Cuối cùng tôi nói với cả hai, thôi không cần đau đầu nữa. Biết rõ nguyên lý của thang huyên hồn là lợi dụng sự biến hóa trong chênh lệch cao thấp giữa các bậc thang và dùng vật tham chiến đặc biệt khiến chúng ta phải đi vòng, vậy thì cũng dễ ứng phó thôi. Thôi thì ta ngốc, ta dùng chiêu ngốc vậy, cứ lăn đại xuống dưới cũng được. Tuyền Béo nói, vừa nãy cậu còn tự tin lắm cơ mà, sao giờ lại thay đổi ý kiến, có phải không đủ thông minh hay không? Ngay từ đầu tôi đã nói cậu lăn đại xuống đi, thế nhưng nhỡ lăn mãi mà không tới đích thì sao? Cậu dám khẳng định cứ lăn xuống là ổn không? Tôi nhìn Tuyền Béo. Ổn chứ, ban nãy cậu hăng hái lăn xuống lắm cơ mà, giờ lại dao động à? Lăn xuống mới là thắng lợi, cứ nghe tôi đi, không sai được đâu. Đến lúc này ngọn nến chỗ chúng tôi cũng đã sắp cháy hết. Loại nến nhỏ mua ở Cổ Lam này cùng lắm chỉ cháy được hơn một tiếng đồng hồ. Răng Vàng sợ bóng tối, vội vàng móc một cây nến khác thắp lên. Đúng lúc đó hắn bỗng nói, à anh Nhất, tôi lại vừa nghĩ ra một chuyện. Tuyền Béo sốt ruột, sao anh cứ giở cái trò ấy mãi thế? Có chuyện gì ông anh nói hết ra luôn một lần được không? Cứ úp úp mở mở mãi thế. Răng Vàng liền nói,
Hôm nay cũng vì sợ quá, đầu óc mụ mị hết cả, giờ mới hoàn hồn lại được chút ít. Độ trước á, tôi có nghe ông cụ nhà tôi nhắc đến cạm bẫy này rồi, nhưng không giống lắm. Đó là một con đường thẳng, nhưng lại giống như mê cung vậy. Người đứng ở bên trong cho dù nhìn thế nào cũng có cảm giác chỉ có duy nhất một con đường, nhưng kỳ thực lại đầy ngóc ngách ngoằn ngoèo. Tôi có quen một ông lão, ông ta không phải dân đồ đấu, nhưng lại có cuốn sách gia truyền thần công phổ từ thời Tùy. Tôi ngỏ ý muốn mua, nhưng ông ta lại không chịu. Nhưng tôi đã xem qua cuốn sách ấy rồi, trong đó có nhắc đến một hệ thống mê đạo dưới địa cung. Phía trên còn có sơ đồ, trông như mấy số 8 móc nghéo vào nhau. Không hiểu mê đạo đó có giống với thang huyền hồn này không. Tôi nói với Răng Vàng, loại mê đạo đó tôi cũng biết, nguyên lý cũng tương tự với loại này, chỉ có điều mỗi nơi đều dựa theo đặc điểm của mình mà xây dựng riêng, kịch cỡ cũng thay đổi. Nhất định phải lĩnh hội được phép suy diễn quẻ số này mới thoát ra được. Nhưng vấn đề là chúng ta tính mãi không ra. Răng Vàng nói, thang huyền hồn này á thì tôi chưa nghe, nhưng tôi nghe ông cụ kia nói loại mê đạo này từ sau thời Tây Chu thì rất ít người dùng, bởi phép phá giải hết sức đơn giản, căn bản không thể vây khốn người ta. Tôi và Tuyển Béo nghe đến đây đều không chú tâm lắng nghe Răng Vàng nữa. Mê cùng phức tạp như vậy thì phá giải thế nào? Răng Vàng tiếp lời, thật ra phép phá giải không khó, những nơi như vậy chính là dùng tham chiếu để dở trò. Cứ cách một đoạn, không biết cố tình hay vô ý, lại để lại một dấu hiệu. Chỉ cần để ý đến dấu hiệu này, ắt sẽ bị dẫn đi sai đường, nhắm mắt đi bừa, ngược lại thành dễ thoát ra. Tuyển Béo nói, ai chà, thật đúng là một lời nói làm thức tỉnh kẻ trong mộng. Giờ ba chúng ta sẽ nhắm mắt lại đi xuống, không đếm bậc thang nữa, cũng không để ý ký hiệu kia nữa, không chừng sẽ thoát ra được đấy. Tôi lại có cảm giác phương án này không khả thi, cách giải quyết của Răng Vàng còn ngu ngốc hơn. Sự chênh lệch độ cao giữa các bậc thang hết sức ảo diệu, chỉ dựa vào cảm giác mà đi thì tuyệt đối được. Quy mô của thang huyên hồn chúng tôi chưa nắm rõ, có trời mới biết thực sự nó dài bao nhiêu. Hơn nữa chúng tôi đã lòng vòng khá lâu trong cầu thang này, lên lên xuống xuống không biết bao nhiêu lần, giờ lại nhắm mắt đi xuống dưới, đến tết mà rốc chắc gì đã già được. Thế nhưng mẹ cha nhà nó, chẳng nhẽ không còn cách nào khác. Nghĩ đến phát cáu, tôi vùng tay đấm mạnh lên tường. Bỗng sực nghĩ ra, phải rồi, thang huyền hồn chỉ dùng đối phó với những kẻ trộm mộ đơn độc. Nhóm chúng tôi có tới tận 3 người, không thể lợi dụng được chiều dài thì phải lợi dụng chiều rộng chứ. Tôi nói với suy nghĩ trong đầu mình ra với Tuyển Béo và Răng Vàng. Hai người kia gật đầu lia lịa, đây quả là một phương án hay. Cầu thang rộng những 10 mấy mét, một người đứng ở giữa, vừa đi vừa chú tâm vào ký hiệu hình trăng khuyết, khó tránh khỏi tình trạng không nhìn thấy vách đá hai bên, vô hình chung sẽ bị ký hiệu đó làm mất phương hướng, đi vào những ngách rẽ. Nếu cứ bám theo chân tường mà đi cũng không ổn, như vậy sẽ bị cuốn vào lộ trình hình số 8, càng dễ mất phương hướng. Nhưng nếu 3 người cùng thắp nến, dàng hàng ngang duy trì một khoảng cách an toàn để nhìn thấy nhau, mỗi bước đi xuống lại liên lạc với nhau, cứ bước xuống từ từ như vậy, nếu gặp phải ngã rẽ đánh dấu toàn bộ bậc thang ở đó, mấy tiếng đồng hồ lẽ nào lại không thoát ra được. Chúng tôi nhất trí hành động theo kế hoạch, lấy giấy bút ra phác thảo một sơ đồ, đánh dấu từng bậc thang vào, nếu gặp phải ngã rẽ lập tức đánh dấu rõ ràng. Quả nhiên đi xuống chưa được bao lâu, chúng tôi phát hiện ra một lối đi hết sức ẩn mật. Chúng tôi liền vẽ một ký hiệu nổi bật bên trên cầu thang đó, ghi chép rõ ràng trên bản đồ, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Cứ như vậy, chúng tôi đi rồi lại dừng, dừng rồi lại đi, bản đồ cầm trong tay mỗi lúc một mở rộng hơn. Quả nhiên cầu thang này ngang dọc đan xen, giống như hình dạng một cánh bướm khổng lồ. Thang huyền hồn này lợi dụng hang núi thiên nhiên khéo léo thiết kế, thật ra không rộng lắm. Nếu như cả một đoàn ngựa người lạc vào đây, thang huyền hồn hoàn toàn vô tác dụng,
Ngược lại, nếu chỉ có một hai người không để ý đến chiều rộng của bậc thang thì rất dễ lạc vào ma trận đó. Trừ phi trên người mang đủ thiết bị chiếu sáng cần thiết, mỗi một bậc cầu thang lại thắp lên một hàng nến. Còn nếu chỉ chú tâm tìm kiếm ký hiệu hình trăng khuyết thì chỉ có nước chết. Ngoài ra chất liệu đá của những bậc thang này cũng hết sức rắn chắc, nếu không mang những công cụ có lưỡi sắc nhọn thì không thể khắc được ký hiệu lên trên đá. Tuy các bậc cầu thang đều màu xám, nhưng rõ ràng bị khoét lên một chất liệu kỳ bí, có tác dụng hấp thụ ánh sáng. Nghĩ tới sự thông minh sáng tạo của người Trung Quốc cổ đại, người ta quả thực chỉ biết cúi đầu khâm phục. Thật ra, những thứ kiểu như bí phương hay những dược liệu bí truyền này, Trung Quốc cổ đại rất nhiều, chỉ có điều đều bị bọn vua chúa quý tộc lũng đoạn, không sử dụng trong việc xây dựng đường xá, cầu cống, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, mà dùng để củng cố địa vị thống trị của mình, hoặc dùng vào việc thiết kế lăng tẩm mồ mả cho hoàng thất. Vào thời đó, nắm giữ những bí mật ấy là đặc quyền của một số ít người mà thôi. Dựa theo quy mô suy đoán, khi chúng tôi vẽ được chừng 2/3, dưới chân cuối cùng không còn bậc thang nữa, chúng tôi đã trở lại Minh Điện. Quách đá mặt người vẫn nằm im lìm ở góc đông nam. Tôi nhìn đồng hồ, chúng tôi mất đúng 4 tiếng rưỡi đồng hồ lòng vòng trong cái thang huyên hồn này. Lúc này đã 3 giờ chiều. Từ bữa ăn trưa lúc 9 giờ sáng đến giờ vẫn chưa có thứ gì vào bụng, ai nấy đều sôi hết cả bụng lên. Vẫn chỉ định lần theo lối đường hầm vào trong Minh Điện kiếm chắc vài món minh khí rồi chuẩn. Ai ngờ lại gặp nắm chắc trở đến thế, còn đụng phải mộ u hồn thầy Tây Chu nữa. Sự việc ngày hôm nay đã phơi bày ra cái tinh thần chủ nghĩa lạc quan mù quáng của chúng tôi. Sau này chắc chắn sẽ không thể hành sự mà chưa có sự chuẩn bị vẹn toàn như vậy nữa. Tuy vẫn bảo truyền thống tốt đẹp của quân đội Trung Quốc là giỏi đánh trận bất ngờ, không chuẩn bị, nhưng trong ngành đổ đấu rõ ràng chuyến thuật ấy không phù hợp. Đánh trận là dựa vào dũng khí và trí tuệ, còn tìm mộ đổ đấu, điều quan trọng hơn là phải có đầu óc minh mẫn, kinh nghiệm phong phú, kỹ thuật hoàn hảo, trang thiết bị tiện ích và sự chuẩn bị đầy đủ. Các điều kiện ấy thiếu một cũng không xong. Gạch lát trên nền đất giữa Minh Điện đã bị lật và chất sang một bên. Đó chính là cửa đường hầm chúng tôi đã chui vào. Nhưng phía dưới đó giờ lại biến thành một mộ đạo thông với rãnh tùy táng ở tầng dưới cùng của cổ mộ Tây Chu. Ba bể bốn bên trong Minh Điện đều tối om. Theo thói quen, tôi lại châm một cây nến cắm ở góc đông nam. Chỉ có điều đây là cây nến cuối cùng của chúng tôi mang theo. Ánh nến bập bùng cháy, đem lại cho chốn cung điện lạnh lẽo âm u một vạt sáng nhỏ nhòi yếu ớt. Quầng sáng tuy nhỏ nhưng đủ khiến chúng tôi cảm thấy vững tâm hơn nhiều. Ba người nhìn ánh nến dưới đất, bất giác thở phào. Sống sót sau cơn đại họa, trong lòng thật là rất mực đắc ý. Bỗng dưng nhìn nhau bật cười. Tôi nói, thế nào, cuối cùng vẫn phải trông vào bản lĩnh nhất tôi đây chứ. Cái chốn bé như lỗ mũi thế này, làm sao nổi chúng ta? Tuyền Béo nói, công lao của tôi với Giang Vàng cũng không nhỏ đâu. Thử hỏi không có hai bọn tôi, một mình thoát ra ngoài nổi không? Chưa đâu và đâu đã vỗ ngực ta đây rồi. Tôi nói với Tuyền Béo, tôi là cây dây thường xuân, các anh là dưa mọc trên dây leo. Dưa bám vào dây, dây lại bám vào dưa. Dây càng dày, dưa càng to. Tôi cười ha hả, nhưng cười rồi đột nhiên cảm thấy thiếu gì đó, rồi thì không nhếch nổi mép lên nữa. Hai con ngỗng dắt đi từ nãy đến giờ đã chạy đường nào rồi? Ban nãy tôi vội thoát khỏi cầu thang nguyên hồn, trong lúc cuống tôi không chú ý liền hỏi Tuyền Béo, chẳng phải đã bảo cậu phụ trách đôi ngỗng cơ mà, sao lại lạc mất rồi? Liệu có quên trên cầu thang không? Tuyền Béo giơ tay lên trời thề, chắc chắn tôi đã lôi chúng về đến tận đây cơ mà. Ban nãy vui mừng quá, chắc buông dây ra rồi. Mà bà chúng nó, chớp mắt một cái đã biến mất đâu rồi? Có lẽ chúng chưa chạy được xa đâu. Chúng ta mau chia ra tìm xem, chứ để chúng chạy ra rồi
thì khó mà bắt lại được. Đồi ngỗng trắng đã mất tích, nếu vẫn còn trong minh điện thì cũng đã khó tìm lắm rồi. Chúng mà chạy ra tiền điện rộng lớn thì càng vô phương tìm kiếm. Chúng tôi người ít, lại không có thiết bị chiếu sáng đầy đủ, lò mò trong bóng tối biết đến bao giờ mới tìm ra. Không có đồi ngỗng thì không thể nào hóa giải vòng vây của hồn mộ. Minh điện rộng lớn nhường này, biết hai con vật kia chạy trốn ở đâu. Chúng tôi đang định chia ra tìm kiếm, bỗng nhiên từ vách đá mặt người phát ra một âm thanh cổ quái. Âm thanh này vang vọng trong địa cung vốn trống không tĩnh mịch, nghe rất chói tai. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com/MC Nguyễn Thành. Xin cảm ơn.